Mới đây, Ellie Trần đăng tải bức ảnh Huy hoàn toàn được chụp dưới nước. Tuy nhiên, nhiều người phân vân về độ xác thực của hình ảnh này. Người khẳng định, đây chính là ảnh chụp của Ellie Trần nhưng đã được chỉnh sửa sang chế độ tranh vẽ. Cũng có ý kiến cho rằng đây chỉ là bức họa. Bức ảnh khỏa thân của Ellie Trần lập tức trở thành đề tài gây tranh cãi trên mạng xã hội. Vốn được coi là biểu tượng sexy, Ellie Trần vẫn chưa hết nóng bỏng dù đã qua 2 lần sinh nở. Thậm chí, từ sau khi sinh con thứ 2, Ellie Trần tích cực ảnh khoe ảnh sexy, phô trọn đường cong cơ thể. Cô nhiều lần bị người hâm mộ phản ứng vì khoe thân quá đà. Những hình ảnh thiêu đốt ánh nhìn của Ellie Trần